Hải Tú làm gì khi dân mạng mải miết truy tìm sao nữ kiếm thêm trên web đen? Không có bất cứ phản hồi nào về vụ việc đang gây tranh cãi, tuy nhiên Hải Tú âm thầm khóa Facebook cá nhân. Gần một ngày trở lại đây, thông tin nữ diễn viên trẻ độc quyền của showbiz Việt nộ nhiều hình ảnh clip nhạy cảm trên web đen đã nhận về sự quan tâm lớn của dư luận. Người này cho hay nữ chính là gương mặt mới nổi, được một ekip hồng hậu phía sau hậu thuẫn. Cô gái trên được cho là sử dụng tài khoản có nickname quen thuộc để giao lưu, kiếm thêm thu nhập. Thông tin lan truyền, rất nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra. Có người chỉ trích nhưng cũng có người đứng về phía nữ diễn viên, khuyên cộng đồng mạng ngừng suy diễn bởi tất cả chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Hiện chưa rõ thực hư câu chuyện này ra sao, nhưng cái tên bị dẻo gọi nhiều nhất trong scandal này chính là Hải Tú. Dân mạng cũng tràn vào trang cá nhân của gà cưng Sơn Tùng, để lại nhiều bình luận khiếm nhã. Trước những phản hồi không hay, người trong cuộc không có bất cứ phản hồi nào. Nhưng Hải Tú đã âm thầm khóa trang Facebook cá nhân của mình. Mới đây, dân mạng bất ngờ phát hiện Hải Tú đã tạm khóa trang Facebook cá nhân. Nhiều người cho rằng động thái này của cô đã để tránh sự công kích của dân mạng. Trên Instagram, kể từ sau ồn ào trà xanh diễn ra vào ngày 21 tháng 1 vừa qua, nàng mẫu trẻ không có bất cứ bài đăng nào. Post mới nhất của cô là vào ngày 11 tháng 1. Bài viết tố nữ diễn viên trẻ lộ hình nhạy cảm đã biến mất chỉ sau một đêm. Giữa thời điểm nóng, bài viết đầu tiên tố cáo nữ diễn viên showbiz lộ hình ảnh nhạy cảm đã không cánh mà bay. Dù bài đăng gốc không còn, nhưng nội dung và hình ảnh đã bị chụp lại chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn. Ngoài ra, dân mạng cũng sớm nhận ra một chi tiết khác, chính là việc tài khoản trên web đen được cho là có clip chat sex của nữ diễn viên này đã bị cấm, không thể truy cập được nữa. Chúng tôi cũng đã liên lạc với phía Hải Tú về sự việc đang gây tranh cãi, tuy nhiên chưa nhận được phản hồi nào từ người trong cuộc. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.